Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Đại tá chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Putin bị giết chết trên chiến trường Ukraine. Cái chết của Đại tá Sergei thuộc Trung đoàn nhảy dù cận vệ số 331 từ Kostroman đã được Đài truyền hình nhà nước ở Moscow xác nhận. Đây là một thiệt hại to lớn đối với Nga vì ông vốn là một sĩ quan chuyên nghiệp và chỉ huy một lực lượng quan trọng. Đại tá Sergei, một chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Nga, đã qua đời vì bị bắn chết tại Ukraine trên chiến trường. Trước đó, sự thanh lý viên đại tá chỉ huy này của Nga đã được Trung tâm Thông tin và Truyền thông Chiến lược của Ukraine tuyên bố trên trang mạng xã hội của mình. Đây là hình ảnh đại tá Sergei bên mé trái, chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Nga. Báo cáo cho biết viên chỉ huy này là thiếu tá Sergei cũng đã thiệt mạng trong cùng với ông ta. Họ là một trong những người bị giết từ trung đoàn Kostroma, tức là trung đoàn mang tên Vinh Quang, được cho là một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của nước Nga. Cùng trong bản tin, phía Nga thừa nhận rằng trung sĩ Alexander và hạ sĩ Yuri cũng đã bị thiệt mạng trong cùng một vụ. Đại tá Sukharov đã xuất hiện trên truyền hình Nga vào tháng Giêng khi ông dẫn quân của mình trở về từ Kazakhstan, nơi họ được gửi đến sau một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công luận và đe dọa nhà nước này sẽ bị lật đổ. Tuy nhiên, Putin đã cho can thiệp và đưa lính nhảy dù vào nước này để giữ trật tự. Nga đã mô tả sứ mệnh của họ là giữ gìn hòa bình và Sukharov cho biết lực lượng của ông đã bảo vệ một nhà máy điện quan trọng ở Azovstal. Đây là hình ảnh quân Nga can thiệp quân sự tại Kazakhstan trong thời gian vừa qua. Cũng bị giết trong cuộc giao tranh gần đây nhất của Ukraine là sĩ quan tình báo quân đội Sergei, một lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 22 của cơ quan tình báo quân đội Nga, viết tắt là GRU. Anh ta được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu gần Mariupol trong một cuộc phản công bằng tên lửa Krat của tiểu đoàn Azov của Ukraine. Đây là một tiểu đoàn rất thiện chiến và chiến đấu đến cùng để bảo vệ Ukraine. Trung tá Yuri từ Volokograd, chỉ huy một trung đoàn súng trường cơ giới, cũng đã chết trong một chiến dịch đặc biệt. Thiếu tá Ruslan Petrokin, phó tiểu đoàn trưởng lữ đoàn súng trường cơ giới số 38, cũng được cho là đã thiệt mạng khi tham gia chiến dịch ở Ukraine. Và thiệt hại của quân đội Nga ngày một lớn trên chiến trường Ukraine, khi đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, hơn 7.000 lính đã chết và 12.000 lính bị thương. Các chuyên gia tuyên bố các lực lượng quân sự Nga đang phải đối mặt với một cuộc thảm sát trên chiến trường, bị quân phòng thủ Ukraine đè bẹp, đặc biệt chiến lược đánh du kích, tập kích vào ban đêm, các đoàn xe tăng, xe quân sự Nga cháy khắp nơi. Đây là hình ảnh phương tiện chiến tranh của Nga bị bỏ lại vứt vương vãi khắp nơi tại chiến trường Ukraine. Mặc dù nhà độc tài Nga dự kiến sẽ chiếm Kiev trong vòng 48 giờ, nhưng người dân Ukraine đã chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ đất nước của mình. Và bây giờ đã hơn 20 ngày trôi qua mà Nga dường như vẫn bị xa lầy. Taras Kisho, một thanh niên nghiên cứu liên kết tại Hiệp hội Henry Jackson cho biết hàng chục lính Nga đã thiệt mạng trong nỗ lực liều lĩnh để chiếm sân bay Hostin. Đây là những lính dù đặc biệt. Ông nói với tờ báo The Sun rằng họ, những người lính dù, đã được thả xuống trước khi quân chủ lực tiến vào nhằm chiếm giữ các vị trí quan trọng để hỗ trợ quân chủ lực tràn vào. Trong cuộc chiến này, họ đã bay đến sân bay Hostomer gần Kiev để thực hiện ý đồ chiến thuật này, nhưng đều đã bị giết chết. Hai máy bay vận tải của lính dù từ Belarus tới để thực hiện chiến thuật tương tự tại một sân bay khác gần Kiev cũng đã bị bắn tan xác, trong đó có 300 lính dù đã thiệt mạng. Đây là một đòn chí mạng đánh vào sự xâm lược của Putin đối với Ukraine. Đây là hình ảnh máy bay chở lính dù của Nga tiếp viện vào chiến trường Ukraine, nhưng nhiều quân trong số đó đã bị chết. Trong bối cảnh quân đội Nga đang quyết tâm chiếm sân bay Hostomel cách thủ đô Kiev khoảng 30 km, cái chết của vị chỉ huy hàng đầu của Putin, thiếu tướng Andrei Sukres, là một đòn chí tử vào kế hoạch tiêu diệt Ukraine của Điện Kremlin. Dường như ông Putin tại Điện Kremlin đang lúng túng vì rất nhiều tướng và tá của ông ta đã bị giết chết.
Ngoài ra, Gyorgy Dumrov, con trai người lính dù ưu tú, một trong những người bạn KGB của Putin, cũng bị bắn bởi đạn pháo trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Thông tin từ tình báo Mỹ cho biết quân đội Nga đã mất khoảng 30.000 binh sĩ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, trong đó có hàng trăm lính dù tinh nhuệ. Đầu tuần này, ông Putin đã mất vị tướng thứ tư là thiếu tướng Oleg Mikhay, 48 tuổi, cùng với 7 thành viên của biệt đội Swat của Nga cũng bị chết trong trận chiến. Cuộc xâm lược đẫm máu này đã gây tổn thất to lớn cho các lực lượng chiến đấu của Nga khi có rất nhiều tướng tá chỉ huy liên tục thiệt mạng. Cũng đầu tuần này, điệp viên tình báo quân sự đại úy Alexei, 31 tuổi, cũng chết ở Mariupol. Nga đã không công bố số người chết ước tính ở Ukraine trong hơn 2 tuần vừa qua vì dường như số lượng tăng lên mỗi ngày, và khi công bố thì người dân Nga sẽ bị sốc và cuộc chiến phi nghĩa của Putin tại Ukraine có thể bị làm chậm lại. Đại tá Andrei Sarkov bị giết trong một cuộc phục kích của Ukraine gần Kiev, theo sau là thiếu tướng Andrei Kolikov của tập đoàn quân vũ trang 29 Liên Hợp. Một vị tướng khác, Vitaly Kerimuzov, cũng bị giết trong cuộc giao tranh bên ngoài của Kharkov. Trung tá Dmitry Sanov, người dẫn đầu một lữ đoàn chỉ huy lục chiến, cũng đã chết cùng với trung tá Denis và đại tá Konstantin, người chỉ huy tấn công đường không. Đây là hình ảnh đại tá Sergei Sukharov trên chiến trường. Sanov và Grebov bị giết khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố Chukiv, trong khi Sivlinsky thì bị giết ở miền nam Ukraine. Thiếu tướng Andrei Sukov cũng đã bị giết bởi một tay súng bắn tỉa Ukraine trong cuộc chiến giành sân bay Hotom khoảng 30 dặm bên ngoài Kiev. Tướng Margot cũng đã bị chết khi lực lượng đặc nhiệm Chechen của ông, bao gồm 56 xe tăng, bị tiêu diệt gần Hotom, phía đông bắc của thành phố. Cũng trong số những người Nga thiệt mạng có tướng Vladimir Sokga, vị chỉ huy tiểu đoàn Sparta, một đơn vị quân đội của Đức Quốc xã, được sự hậu thuẫn của Điện Kremlin. Hai chỉ huy cấp cao giấu tên khác của Nga cũng đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này. Được biết, tiểu đoàn Sparta theo tiêu chí của Đức Quốc xã NELS là một lực lượng cũng tham chiến để giúp Putin xâm lược Ukraine và đã bị thiệt hại rất nặng. Kính mời các bạn xem bản tin đế chế bất động sản ở Đức của Putin. Vladimir Putin, 69 tuổi, là một trong những người giàu nhất thế giới. Kẻ chuyên quyền ở Điện Kremlin đã gây dựng nên một đế chế bất động sản khổng lồ và cũng sở hữu những tòa nhà hàng đầu tại Đức. Đây là thông tin được truyền thông nước Đức vừa đưa ra. Đây là hình ảnh cung điện bên nhà hát ở München của Putin trị giá nhiều trăm triệu đô la. Và sự giàu có của Putin từ đâu mà đến? Rõ ràng đây là những cách làm ăn mà Putin đã tung ra và thâu tóm những bất động sản khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đức. Theo thông tin của truyền thông Đức từ giới đầu tư, nhiều bất động sản ở những vị trí đắc địa cũng là của ông ta. Putin được cho là đã mua lại cung điện bên cạnh nhà hát opera ở München vài năm trước giá khoảng 300 triệu euro. Cũng như khách sạn Sofitel cạnh nhà hát cổ tại Frankfurt là trung tâm tài chính của nước Đức và châu Âu. Putin cũng chấp thời cơ ở Berlin. Người ta nói rằng ở đó Kudamm Kare là một trong những tài sản của ông ta do Putin là chủ. Đây là hình ảnh khách sạn Sofitel bên nhà hát cổ ở Frankfurt của Putin. Đây là những bất động sản rất đắt tiền, giá cho thuê rất cao. Putin được cho là đã mua bất động sản thông qua người trung gian, đó là gia tộc Rothenberg người Nga. Các công ty hoạt động dưới sự điều hành của Lenhardt Global Investment hoặc Rotech GmbH. Giám đốc điều hành Lila Rothenberg, 43 tuổi, công ty Rotech cũng sở hữu một biệt thự sang trọng với 1.850 m2 ở Berlin, Schmaddorf, một ngôi nhà hoàn toàn theo sở thích của Putin với hồ bơi rất lớn. Đây là hình ảnh Arkady Rothenberg, người được cho là đã điều hành tài sản của Putin ở Đức.
và hệ thống này hoạt động gần như mafia với việc chuyển tiền từ Nga và các thu nhập khác về Đức để có thể mua bất động sản. Trong gia tộc của Rosenberg có hai anh em là Arkady, 70 tuổi và Boris, 65 tuổi, giống như Putin đến từ Saint Petersburg. Họ đã biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ, là bạn cùng tập judo thuộc câu lạc bộ Javara News, và họ đã cùng nhau giành được sự tôn trọng ở sân sau trong chính trường ở Petersburg. Điều đó gắn kết họ với nhau trọn đời, và cho đến nay chính nhờ những mối quan hệ như vậy mà các nhà tài phiệt của Nga tiếp tục giàu có thêm. Đây là hình ảnh tỷ phú Nga Boris, bạn thân của Putin, và vợ là Kana Rosenberg, một người rất giàu có. Sau khi Putin lần đầu tiên được bầu làm Tổng thống Nga vào năm 2000, anh em nhà Rosenberg đã thành lập ngân hàng Juvenoi Moscow. Họ đã tiếp quản một nhà máy sản xuất vodka, mua 5 công ty con của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom vào năm 2008 và cung cấp đường ống cho đường ống dẫn khí đốt dưới biển Baltic. Tài sản của họ theo tạp chí Forbes là 5,4 tỷ đô la, tức là tương đương khoảng 4,9 tỷ euro, và nó cứ tăng lên không ngừng. Đây là hình ảnh Putin trao phần thưởng cho võ sĩ judo Boris Rosenberg, là người rất quen biết với ông ta. Nghị sĩ Markus Faeber thuộc đảng CSU của Đức trong Nghị viện châu Âu đang kêu gọi tịch thu bất động sản của Putin và nhanh chóng bán đi và lấy số tiền thu được sử dụng để hỗ trợ người tị nạn và tái thiết lại Ukraine sau chiến tranh vì đã bị Nga tấn công tàn phá rất nghiêm trọng. Một nghị sĩ thuộc đảng CDU khác của Đức là Günther cũng đang yêu cầu kiểm tra xem có thể làm cách nào để sử dụng các tài sản trừng phạt bị đóng băng để tái thiết Ukraine hay không. Và những câu hỏi và những yêu cầu của các chính trị gia tại Đức ngày một thêm lớn hơn. Đây là hình ảnh rất đẹp và giàu sang Natalia, vợ cũ của Arkady. Nước Nga với rất nhiều nhà tài phiệt vốn thân cận và ủng hộ kẻ độc tài Putin, giờ đây họ đang phải trả giá đắt cho hành động của mình. Tài sản thì bị đóng băng, kinh tế lao dốc, chiến tranh khốc liệt sẽ dìm các nhà tư bản đỏ này trong hỗn loạn của nước Nga và đang bị cả thế giới cấm vận vì xâm lược Ukraine.